Truyền thông phòng khám cha từ vui thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ vui thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dọng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, câu chuyện về những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối được hỗ trợ điều trị tận tình tại phòng khám cha từ vui thương cho không, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn khiến lòng người xúc động. Nơi đây không chỉ mang đến phác đồ hỗ trợ điều trị y khoa bài bản mà còn có sự quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần, miếng ăn, giấc ngủ và mọi sinh hoạt cá nhân của bệnh nhân. Sự chăm sóc toàn diện chu đáo, hiểu được sự khó khăn, mệt mỏi về cả thể chất và tinh thần của những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, phòng khám cha từ vui thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã xây dựng mô hình chăm sóc y tế toàn diện hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ. Bên cạnh việc áp dụng các phương pháp hỗ trợ điều trị y khoa tiên tiến, phòng khám còn chú trọng đến việc hỗ trợ tâm lý, dinh dưỡng và các nhu cầu thiết yếu của bệnh nhân. Đội ngũ y sĩ nhân viên giàu kinh nghiệm, tận tâm luôn túc trực theo dõi, thăm khám và giải đáp mọi thắc mắc của bệnh nhân ung thư và gia đình. Chế độ dinh dưỡng phù hợp. Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Phòng khám cha từ vui thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Hiểu được điều này và đã xây dựng thực đơn dinh dưỡng khoa học phù hợp với từng bệnh nhân. Giấc ngủ ngon, tinh thần thoải mái. Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc hồi phục sức khỏe. Phòng khám cha từ vui thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tạo mọi điều kiện để bệnh nhân có được giấc ngủ ngon và tinh thần thoải mái. Môi trường phòng khám yên tĩnh, thoáng mát, giường bệnh êm ái, cùng với sự quan tâm chăm sóc chu đáo của đội ngũ y sĩ nhân viên đã giúp bệnh nhân dễ dàng đi vào giấc ngủ và có được những giây phút nghỉ ngơi thư giãn. Hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân và gia đình. Bệnh ung thư giai đoạn cuối không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất mà còn tác động mạnh mẽ đến tâm lý của bệnh nhân và gia đình. Phòng khám cha từ vui thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý miễn phí cho bệnh nhân và gia đình, giúp họ giải tỏa những lo lắng bế tắc, từ đó có thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật, tiếp thêm hy vọng cho cuộc sống. Với sự chăm sóc tận tình chu đáo, phòng khám cha từ vui thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã trở thành điểm tựa tinh thần cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Nơi đây đã tiếp thêm hy vọng cho họ, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống và trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình. Câu chuyện về những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối được hỗ trợ điều trị tại phòng khám cha từ vui thương cho không và các thầy mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là minh chứng cho sự nhân văn y đức cao của đội ngũ y sĩ nơi đây. Họ đang và đã mang đến niềm hy vọng và tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân ung thư trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, tại thành phố Bạc Liêu nổi lên tấm lòng nhân ái của nhà hảo tâm Trần Thị Tuyết Hoa, người phụ nữ luôn âm thầm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tại phòng khám cha từ vui thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Hỗ trợ nồi ốp sức nâng đỡ gánh nặng cho cơm áo gạo tiền, nhận thức được gánh nặng về tài chính đè nặng lên vai bệnh nhân ung thư và gia đình, đặc biệt là trong giai đoạn cuối khi sức khỏe suy yếu, bà Tiết Hoa đã khởi động chương trình trao quà tặng nồi ốp sức cho các bệnh nhân neo đơn hoàn cảnh khó khăn. Chiếc nồi ốp sức để nấu cháo nano cho bệnh nhân ung thư chỉ là phần quà nhỏ nhưng đã mang lại giá trị to lớn, giúp những bệnh nhân ung thư và gia đình tiết kiệm được thời gian, công sức nấu nướng, đồng thời đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp trong giai đoạn hỗ trợ điều trị. Hành trình gieo hy vọng và tiếp thêm sức mạnh bằng sự đồng cảm và lòng nhân ái, bà Tuyết Hoa đã không ngừng lan tỏa tình yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh. Mỗi nồi ốp sức trao đi là một lời động viên tiếp thêm sức mạnh cho họ vượt qua khó khăn, chiến đấu với bệnh tật. Nụ cười và ánh mắt biết ơn của những bệnh nhân chính là động lực to lớn để bà tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Lời kêu gọi lan tỏa yêu thương, hành động của bà Tuyết Hoa là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực của đến cộng đồng. Mỗi cá nhân tổ chức hãy chung tay góp sức hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, để họ có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Xin trân trọng. Em là Hà Văn Sơn, đến từ thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Triệu chứng ban đầu thì cũng gọi là đau bụng vừa vừa, thì tưởng là cũng nghĩ là dạ dày bình thường á, thì mua pH á, cái pH á để uống, nhưng mà
không thấy mấy đỡ mấy lần thì thấy thấy khỏi, mà lần đó là không khỏi nữa. Sau từ đó đi là cứ đau quặn, nó cứ quặn dần lên, quặn lên mà mình ăn nhiều quá là nó quặn, mà đến lúc ăn ít lại thì nó lại không đau, mà ăn nhiều quá một tí là nó đau. Yeah. Từ bữa tôi là về là cứ ăn toàn là cơm với là rau củ quả thôi, mua nóng mua các thứ về xào ăn, thì không ăn, toàn là ăn ít ít thôi chứ đâu có ăn được nhiều đâu. Đói bụng thì đói lắm nhưng mà không ăn được, ăn chỉ được một chén cơm thôi với thêm tí nước canh mà thôi là xong. Chưa đi trị bệnh đâu hết, chỉ có đi kiểm tra đầu tiên là lên Đắk Lắk, bệnh viện Thiện Hạnh Đắk Lắk thì họ chụp chiếu tổng quát, xong rồi bác sĩ kiểm tra, 3-4 bác sĩ gì đó tập trung kiểm tra kết luận được rồi, xong rồi hôm qua mới ra viện, xin ra viện kết luận là ung thư giai đoạn 4. Còn cái cục ung là nó theo cái giấy kia thì nó cũng lớn, khá lớn rồi. Các tế bào thì cũng đã ăn xâm nhập vào các cái tĩnh mạch ở trên lá gan. Nó di căn luôn hả? Tóm lại là nó cũng đã xâm nhập vào các cái tĩnh mạch ở trên cái lá gan bên trái. Ung thư gan. Ung thư gan hả? Là lá trái bên lá bên trái. Nó xâm nhập bên lá bên trái nhiều hơn. Cái cục u đó là khá lớn, nhưng mà không nhớ nó là bao nhiêu ly nữa. Em thì nói chung là chủ yếu là làm vườn, làm rẫy thôi, cà phê mới tiêu. Cuộc sống thì cũng còn chật vật khó khăn lắm chứ chưa có khá giả gì đâu. Nói chung là bây giờ hiện tại là cũng là tương đối là khó khăn. Bây giờ hai đứa con, một đứa thì đi lấy chồng, một đứa thì đi bộ đội, chỉ còn hai vợ chồng thôi mà bây giờ bỏ rẫy nhà ở trên đó là bỏ luôn, bỏ bê luôn. Nhờ hàng xóm, anh em, bà con này, cháu con thì nó cũng bận rộn, cũng lo cho cuộc sống vợ con. Còn bây giờ còn có hai vợ chồng thôi mà đi chăm nhau này, nói về cái vấn đề kinh tế, vấn đề tài chính là nó hơi bị khó khăn. Tìm hiểu pháp độ đây thì anh cảm thấy anh giữ được không? Giữ được, bởi vì là lúc mình còn đang lao động mà mình chưa bị bệnh á, mình không ăn thịt ăn cá thì nó thèm lắm, nhưng mà khi mà bị bệnh thì cũng không thèm khát gì đâu. Nói chung là thịt cá này là mình chỉ gọi là ăn có chút chút vào cho nó cái bụng nó êm êm thôi là được rồi, chứ không còn phải cá thịt. Tôi là Nguyễn Văn Tề, sinh năm 1964, hiện đang ở 44/13 Tân Phước, Tân Bình, Di An, Bình Dương. Năm 2021 thì lúc đó thì có người phát hiện là mình đi cầu ra máu, và khi đâu đó mới vô bệnh viện Chợ Rẫy để mà xét nghiệm và phát hiện là mình đã bị ung thư trực tràng, lúc đó thì chưa di căn đấy. Nhưng mà trong thời gian đó thì về nhà thì nói chung mình điều trị rồi, và hai nữa là vì trúng vùng này cái năm Covid, thế là nằm ở nhà uống thuốc nam. Thì sau khi hết Covid cuối năm đến 11 thì lúc đó vô bệnh viện Chợ Rẫy lại thì mình đã bị di căn qua gan rồi. Thì lúc đó thì bệnh viện mới cho nhập viện, và sau đó đến tháng 6 họ bắt đầu họ mổ gan rồi, và một tháng sau nữa bắt đầu là mổ đến trực tràng, một tháng sau nữa là đưa ruột vào, và bệnh viện đã chuyển qua phòng ung bướu của bệnh viện Chợ Rẫy và đã hoa trì tới 21 tia, và xạ trị 21 tia và hoa trị 28 tia. Và nay coi như là điều trị được 3 năm rồi thì bệnh lại tái phát lại, và bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận và hóa trị vô thuốc cho tôi một lần. Thì tôi cảm thấy là không chịu nổi nữa thì bị mất đi gần 12 kg, đầu thì chọc, tóc thì bạc, người mệt mỏi. Vì vậy tôi xin ra viện chứ không phải viện viện rồi nữa, tại vì tôi không dám điều trị nữa, tôi sợ quá. Vì vậy hôm nay thì cũng nghe anh em mách bảo là dưới cha tường trên này thì cũng chứa những bệnh nhân coi như đã rất khó khăn. Thứ nhất là hoàn cảnh khó khăn, thứ hai nữa là bệnh tật coi như là rất là nan giải. Thì hôm nay vợ chồng tôi xuống thì cũng xin nhờ đức cha thế này
Thì thứ nhất là chết Đức Cha, thứ hai nữa là Cha Tường, và thứ ba đưa các thầy ở đây để cứu giúp cho tôi được khỏi bệnh, và tôi xin cảm ơn. Hiện tại thì ngày mấy năm trước thì tôi làm công nhân ở Bình Dương, nhưng mà sau này tôi bị bệnh thì tôi nghỉ cách đây là 4 năm rồi, và chỉ có hai ông bà thì bây giờ vẫn đi làm công nhân bên tạp vụ. Thì hoàn cảnh kinh tế thì rất là khó khăn, vừa thứ nhất là làm để mà nuôi chồng nuôi ăn hai miệng, và nuôi đi bệnh viện thì 3 năm nay thì kinh tế thì nó sụp hẳn rồi đấy. Rất là khó khăn trong vấn đề kinh tế. Thì hiện tại bây giờ thì tiền nhà trọ thì cũng nhờ, thứ nhất là nhờ cũng huy động anh em hàng xóm rồi bà con, rồi mỗi người cho ít rồi đi xuống đóng tiền nhà trọ rồi ăn uống. Mà vợ hiện tại bây giờ có phải nghỉ, công ty không lương 2 tháng, công ty không cho nghỉ nhưng mà xin nghỉ 2 tháng vì hoàn cảnh bây giờ là giai đoạn cuối rồi. Dần được công ty cho nghỉ được 2 tháng thì mới xuống đây để chăm. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
thầy, ôi đẹp thầy, những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thầy, ôi đẹp thầy, những bước chân giao khắp nẻo đời. Anh gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong vui sướng. Anh đi trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương Chúa Trời, loan niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Ôi đồng lúa mênh mông phơi mình dưới nắng hồng, lúa đã chùa bóng dân đang sức sống. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. Đẹp thay, ôi đẹp thay, những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay, ôi đẹp thay, những bước chân gieo khắp nẻo đời. Anh gieo trong lệ sầu, gặt trong vui sướng. Anh đi trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.